Một năm sau ngày chấp chánh, tình hình đất nước đã được ổn định. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dành cho hệ thống truyền hình quốc tế một cuộc phỏng vấn đặc biệt về lập trường của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối với việc thực hiện Hiệp định Geneva. Thủ tướng Ngô Đình Diệm tuyên bố Việt Nam đã không ký kết vào Hiệp định Geneva nên không bị ràng buộc bởi hiệp định này, song vẫn trung thành với chính sách hòa bình và sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu có thể tiến hành cuộc bầu cử tự do. But how can we expect to have free election in communism now, Vietnam? Thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng đã nhắc lại những nỗ lực của chính phủ quốc gia Việt Nam trong việc tái định cư gần 1 triệu đồng bào từ miền Bắc di cư vào Nam sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. No hope for any substantial change of those conditions.